Gì đấy? Vẫn đưa cho nó cầm. Này, leo lên. Leo lên. Ngược à? Mạnh. Hình bát giác có mấy cạnh? Ôi trời ơi. 7 8 8 8. Cầm ngược con ơi. Ui trời, đi chẳng hãy bố này. Này cầm đây này. Vạn lý trưởng thành là của nước nào? Bực mình quá. Sao đầu ui dồi, đít kìa. Sao nó làm giỏi lắm. Rồi đi hè. Kinh kinh. Anh ơi. Úi giời ơi. Kinh nghiệm quá nhỉ. Điệu. Anh cơ ơi. Đeo lại kính cho con đi. Đứng gần như thế hỏng mắt. Đứng ở đây cho bố quay. Đang mải xem rồi.